Hello năm xin chào tất cả các bạn đến kênh mình. Đấy, thì hôm nay mình sẽ test một cái bản mod của một bạn ở trên YouTube. Đấy, đó là bạn tên là Fighter nha. Ok. Thì bạn ấy cũng làm một cái bản mod trên YouTube, cho nên là mình cũng tải về mình chơi thử cái bản mod của bạn ấy nha. Thì nghe nói là cái bản ấy rất là xịn hơn, mà xịn hơn cái bản 2.15 trước mình tìm ở trên YouTube với các bạn. Nhưng bản này chơi trên bản 1.9 rồi so với 2 cơ. Một bản phải gọi rất là cũ rồi. Mình không biết nó ra năm nào cơ. Đấy các bạn thấy, bản xịn công, ngay cả cái background của cái phần đấu luyện đấy các bạn nhìn rất là chất. Đấy. Ok. Mỗi tuần là mình đang quay phim màn hình cho nên là cái chuyển cảnh nó hơi chậm nhé, các bạn thông cảm. Mình nghĩ thế là do bản cũ quá rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem tất cả các màn chơi của cái bản này nhá. Bản này là bản bạn mod lại cho mình. Đấy. Đấy các bạn có thể thấy không? Không chỉ ăn ở vua mà bạn có mod cả những con mod khác thôi. Tạo một con mod khác thôi các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy. Và ngay cả cái nhạc thôi, bạn đã có mod cả nhạc Cafe 3 vào trong này các bạn. Đấy, biết rồi. Ok. Đến đây là hết rồi. Còn một vũ khí thì bạn ấy cho rất là nhiều vũ khí cực kỳ luôn, cho nên là đấy, bạn ấy cho nhiều vũ khí cực kỳ luôn, cho nên là vô rất là lâu. Giờ mình sẽ đợi nha. Đấy, ok, mình đã vào nha. Thì vì đây là cái bản mod đấy. Đây là cái bản mod ở trong một cái bản rất là cũ của Sophie 2. Đấy, cho nên là những cái việc mà giật lag hoặc là bị crash game là không thể nào mà tránh khỏi nghe nhá. Đấy, đặc biệt là một cái bản mà nhiều vũ khí này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem vũ khí nha. Xem trước xong rồi là mình xem trước rồi chơi xong. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ ví dụ một vũ khí của Titan nhá. Đấy, khi mà dùng mình kinh người mình sẽ được phóng to lên. Đây mình sẽ thử dùng này nha. Xem nào. Đây là hai cây weapon dual katana. Đấy. Tình trạng giật lag với cả chậm máy là các bạn không thể khỏi được. Và cũng có một cái cây đây, mình rất là thích dùng. Nên là cái cây nên là cái cây nào nhỉ? Chết bà đi đâu rồi? Thôi kệ mẹ đi. Ok, cái việc crash game là cũng khó tránh, cũng không tránh khỏi đâu nha các bạn. Còn đây là cây mình rất là thích dùng. Đấy các bạn nhìn nha. Cây phải gọi là mình thích dùng cực kỳ luôn. Đấy các bạn thấy không? Dài không? Và cũng có một cái vũ khí mà nó bị lỗi. Đấy, nó lỗi khiến mà không thể nào mà loát được. Đấy, và vào chơi cũng không chơi được cơ. Đây, bây giờ mình sẽ thử một cái nha. Đấy các bạn thấy không? Kiểu nó bị lỗi đấy các bạn ạ. Còn đây là giáp này. Giáp ở đây cho các bạn xem. Mình sẽ mặc thử một cái nha. Đấy, nó mod giáp tất cả các mod. Hoặc là không các bạn. Ok, ôi chết bà rồi. Chết mẹ là bấm get free rồi. Ở đây. Đây. Bây giờ. Đó các bạn thấy không? Việc crash game là khỏi những khỏi kỳ luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ phải tắt vào lại nha. Ok. Đấy. Thì nãy là mình bị crash game nha. Bởi vì đây bản nó rất là cũ và cộng với mod rất là nhiều. Đấy, cho nên là crash game mà khó tránh khỏi. Là không thể tránh khỏi nha các bạn. Ok. Ui vãi vũ khí luôn ạ. Vũ khí cái điệu này là cái điệu để nằm đấm mà. Rất là hay. Quạc. Quạc. Mình sẽ lên rồi xem mình tí vũ khí này nhá. Chưởng ông có mod cả cái gì này. Ui dồi ôi, mod cả Shadow Slayer ạ. Để xem dùng cái nào này. Xem nào. Ui dồi ôi, mẹ mất. Đấy thôi, nói chung là mình cũng chỉ xem sơ qua thôi. Sắp tới mình cũng sẽ có một cái video cụ thể để xem cùng các bạn nha. Đấy. Lạc thế.
Cái này mod mod nhiều cho nên bị lag nha các bạn. Thôi chắc kiếm đại mẹ vũ khí phải nâng. Đây. Bây giờ mình sẽ test cái cây Sin Eater nha. Weapon Surfer Sin Eater. Đấy. Cái cây này gọi là mình thích dùng kỳ luôn. Ok. Giáp mũ mình nghe tra sẵn rồi nha. Đấy. Còn đây là phi tiêu này. Còn Magic cơ các bạn. Magic thì cũng có một vài chiêu không sử dụng được. Ví dụ là cái này, Red Tornado. Và cái này. Đấy, tất cả cái này là các bạn thấy không sử dụng được nha. Rất là chán. Mình cũng không hiểu sao mà tự nhiên mấy cái này không sử dụng được. Đấy, ở đây nó còn mod cả cái gì nhỉ? Hero Chai là cái gì nhỉ? Weapon Beta. Đấy. Nói chung là mấy cái này bị lỗi không sử dụng được. Chỉ có một vài chiêu hệ thống của game sử dụng được thôi. Đấy. Thì bây giờ mình cũng ăn cưa nha. Đây kể cả cái này đây cũng không sử dụng được. Thế mình cũng chẳng sao luôn. Nếu mà bạn fighter bạn xem video này thì mình cũng mong bạn là khắc phục cái lỗi này cho mình. Phi tiêu thì cũng nằm trong một cái tình trạng như thế. Đấy. Đấy. Phi tiêu cũng bị nằm trong cái tình trạng như thế nha. Bây giờ cứ ra ngoài và khi mà ra ngoài thì lại bị crash game. Ok. Bây giờ mình sẽ quay trở lại game nha. Đấy các bạn thấy. Hiện tại là mình đang ở phòng huấn luyện nha. Đấy, các bạn thấy không? Cái cây này dài chém phê cực kỳ luôn. Bây giờ mình sẽ sơ qua cho các bạn xem. Đấy. Cây này dài chém phê lắm. Đấy, trời ơi. Nó khác hẳn là cây katana bình thường các bạn. Bản này bản cũ như này là lỗi không thể khỏi nhau nha. Bây giờ mình sẽ đánh một thằng tên là Kaker. Thằng này thằng nghiện nha. Bởi vì nhìn người nó rất là gầy. Úi dồi ôi mẹ. Nhìn người nó khai được quái vật không. Lỗ chỗ tay tay đầy cả. Úi dồi ôi. Lão sơ quả tàu sao mà người gầy đấy các bạn. Gầy teo top luôn. Úi trời. Gầy teo top không phải máu. Không phải máu ít nữa các bạn. Dễ đánh đấy. Úi trời ơi. Cây này đánh, cây này đánh cây cực kỳ luôn các bạn. Tí chắc mình cũng vô kêu mình sẽ test thử cái khác nha. Đấy. Chó này. Thì cái máu như là nó cũng như là cái máu khi các bạn đánh ăn đồ mua chế độ online nha. Đấy. Nhưng mà khác ở chỗ là mình không phải là đánh 30 giây rồi dừng mà mình đánh 9-7 giây thôi. Khác được rõ ràng chỗ đấy nha các bạn. Sang khác. Đấy. 100 cây máu chắc đến tết một công. Có cả những cái con khác nha. Free này, Whisper này, Candy này. Ok, đây mình sẽ đánh thử con Free nha. Cái con này phải gọi là quái vật giáng sinh thì trong sao hai luôn. 105 cây máu. What? Ui ạ. Mới vô thằng lái cho chết mẹ rồi. Chó rồi. Láo thế. Phải láo thôi mẹ. Mới vô thằng lái cho mình. Đi bỏ mẹ rồi. Bảo là mod cũ cho nên là hay tự FPS thôi mình á. Lỗi rất là nhiều. Nhưng mà không sao. Đó thôi được rồi. Nó đếch các thằng lái cho các bạn. Mình ghê được rồi. Cũ lắm rồi. Chà, chết nha con. Mạnh 100 cái máu chắc phải đánh 100 giây chứ các bạn. Mà mình cũng không muốn mất thời gian có quá nhiều đâu. Cho nên là mình chỉ đánh sơ qua rồi mình tắt game thôi. Ok. Mình đánh sơ qua rồi mình tắt game thôi chứ mình cũng không đánh nhiều đâu. Ok, bây giờ mình xem mà. Ui đấy, gọi thì không, còn nhiều máy khác cơ. Đấy. Saikara này. Montadia này. Azuma này, để xem nào. Oh. Ok, bây giờ mình sẽ test một cây mới ở trong game nha. Weapon Jewel Katana. Mình test cái này coi nhưng mà mình thấy là cái cơ chế đánh của nó gồm ít hệt như là Blue Reaper. Đấy, chỉ đổi hình dạng thôi. Đấy. Tí nữa cuối video mình sẽ test cây
test cây của Titan nha. Đấy, từ chiêu thì mình sẽ đổ. Đấy, nó khá là lag bởi vì là mất rất nhiều vũ khí. Đấy, đây ngay cả cái chiêu của Sentinel này nó cũng không thể nào dùng được. Mình cũng chẳng thể dùng sau đi. Đây, mình xem. Bây giờ mình sẽ vô tiếp, mình quay lại xem nha. Đấy, tất cả Underworld xong rồi là những con boss không có trong game Sao Phe 2 này. Ông còn cho cả Sao Phe 3 vào đây nữa, mình chịu ông luôn. Thế này thật. Bây giờ mình sẽ thể đánh thử con boss Kipo nha. Đủ. Có cả Aratigo thật luôn này. Nhạc của Sao Phe 3 đây các bạn. Để xem cây này đánh phê thế nào này. Nó dài lắm ấy. 110 cây, 110 cây máu. Đi ra, hết rồi. Đánh như kiểu là suốt bình thường. Cơ chế nó không đổi, nó chỉ như đổi. Thì đáng rồi. Chết cái này. Rồi. Đây nha các bạn thấy, từ trước mình vừa bấm Sentinel nha, không sử dụng được. Mình ta bấm nha. Đây là video, cái này là từ trước mình không sử dụng được. Mình rất mong bạn Fighter bạn hãy khắc phục lỗi này cho mình. Còn lại thì ok hết. Mỗi màn mình cũng chỉ chơi khoảng 30 đến 1 phút là cùng rồi mình tắt. Đấy, bởi vì là đây bản mình test thôi. Đấy. Đây mình thử thôi. Halloween 2019 này. Lucy Oshak này. Future Titan. Future Titan, tí mình sẽ thử. Quên em. Boss Bright, Kronos. Bạn tạo rất là nhiều boss nha các bạn. Phổ thông. Oh what, đây. Ôi giời, đặt nét sờ nào ấy nhỉ? Ôi trưởng. Đù, cái màn này màn này mới này. Đây chẳng cây thì chỉ mua nữa bạn. Trời ơi. Chẳng qua là cái cây được bút dài nữa các bạn. Cho cả background mới. Không. Không biết mình sẽ là có một bài chi tiêu với cả vũ khí. Với cả magic cùng được các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đánh bài khác rồi nha. What Bright Legendary Typer. Ok, cũng rất là nhiều màn. Không biết màn nào anh nhỉ? Bối rối ghê luôn á. Xem mà. Apris, đây, màn là con này, xem mà. Con này có mới này. Mẹ cái thằng Play to Get the Cut ra. Mẹ mày. Đủ. Ông cần cho cả nhạc đế chế với cả nhạc đế chế rồi các bạn. Mà nó thật chưa từng có trong sau file luôn. Ông ấm thêm vào đấy các bạn. Nhìn rất là hay phết đấy, không đùa. Nhìn hay đấy. Ok. Xong màn này là mình sẽ test chính của Titan luôn nha. Có một vài con bạn thêm vào, có một vài con thì không. Vì chưa sử dụng được các bạn, tiếc ghê. Mình sẽ đánh con này xuống 130 máu nha. Mình có 140 mấy máu mà sợ đất gì. Đây. Thế vào. Bả mod đấy khá là nặng nha. Gần 3 ghi nha các bạn. Nên, cho nên là cái máy ông nào mà khỏe thì hãy chơi. Còn máy ông nào mà 16 thì thôi thì... Ừ.
Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra khỏi game và test khí quân guitar nha. Ok, đấy, vậy là mình đã lấy được đủ trang bị của con Titan nha. Đây, vũ khí này, giáp này, mũ này. Phi tiêu thì không sử dụng được nhá. Đấy, còn từ chiêu thì mình sẽ lấy chiêu lửa nhá. Đấy. Đây. Khi mà cắm khí ra đấy, các bạn thấy người mình phóng to này, cộng với dùng giáp thì mình rất là giống. Ok. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video để mình ra màn mà mình chơi nha, bởi vì là khi mà ra sẽ bị crash game nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ test thử cái cây Titan nha. Đấy. Nghe nó. Ok, chúng sẽ bắt đầu. Đây cây Titan nha, cho các bạn xem. Đấy, đấy nó kết thúc hoạt động nữa chưa? Mọi người sẽ có một tấm kiên nha. Mình bị đánh là người mình như mình bị thu ở lãi sao đấy các bạn. Ok, trước là mình cũng chơi bảo mắc có cây Titan rồi, bây giờ rồi các bạn. Đứng ở lại đây. Đấy. Đấy. Kinh không? Mọi hiệu ứng này, hiệu ứng này tràn đầy luôn các bạn. Úi dồi, chết rồi nha con. Nào, chưa đâu. Nó chết tao rồi. Đấy cả đứng là dùng, đứng là dùng. Đấy, đúng rồi, đứng là dùng. Dẫm dẫm dẫm. Nào rồi. Khi mình bị sát thương thì nó cũng nhỏ mình lại rồi nó phải vật mình các bạn. Chúng ta sẽ chơi nốt một màn nữa rồi tạm dừng video ở đây nha. Mình sẽ chơi một màn của con Tenderis. Tenderis thôi nhỉ. Tenberis. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ đấu lại nha. Cái trưởng Tenberis có không đầu à? Ở đây đầu ở đây. Thế nhìn như nó không đầu đấy mà. Mình nhớ nó có đầu mà. Ok. Ý rồi, mấy vô rồi mà. Nó là mấy vô mà. Tự nhiên mình độ một cái. Thế nào. Chiêu. Chết. Mẹ ơi. Chó này vào đau quá các bạn. Mày nuôi chiêu đi mày chặn chiêu bố mày hai vậy. Chó này. Mày thì chặn ông rồi. Ok. Chắc đánh một tí rồi mình dừng game nữa các bạn. Ok, chặn phê thật. Không phê với những cây katana dài đâu. Thật đấy. Trời ơi. Trời ơi. Chó này nữa. Đi ta thì kiên thật nữa các bạn. Thôi các em mới phải tạm dưới nha anh em. Đấy để mình dùng nốt để chiêu kích liệu cái. Đấy, đi chiêu đâu. Ok.
Thôi mình sẽ tạm dừng video đây nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau.